Hành quân đến sân Ares Alma, câu lạc bộ vừa cầm hòa Man United ở Europa League. Heerenveen lựa lối chơi phòng ngự phản công. Đoàn quân của huấn luyện viên Janssen trụ vững trước sức ép ở những phút đầu, thậm chí còn có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Bosman đẩy đầu ở cự ly gần, đưa đội khách vươn lên. Sau bàn thua, AZ đẩy cao đội hình tấn công, buộc Heerenveen phải lùi sâu đội hình phòng ngự. Nỗ lực tấn công của AZ được đền đáp bằng pha làm bàn ban đầu của hậu vệ Ron Vla ở phút 31. Niềm vui của cổ động viên chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 36, Veman chuyền vừa tầm cho Kongolo băng lên tung cú dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Biros. Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở phút bù giờ. Heerenveen có bàn thắng thứ 3 vào lưới AZ và lại là một tình huống cố định. Ogard là người đệm bóng cận thành giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn. Chủ nhà AZ sớm có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở ngay đầu hiệp 2 do công của Calvin Stang. Bàn thua không làm Heerenveen nào đúng. Đội khách thậm chí còn tổ chức nhiều pha tấn công hơn sau khi bị thủng lưới. Liên tiếp là những cú dứt điểm của Jan Ogard, nhưng thủ thành Biros đã chơi rất tập trung. Trong khi hàng công còn đang loay hoay, hàng thủ chơi thiếu tập trung khiến AZ phải trả giá phút 63. Cú đánh đầu của Kongolo đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Biros. Tên Scott Miller nỗ lực cản phá bóng nhưng không thể cứu chủ nhà tránh khỏi bàn thua. Sau khi có bàn thắng thứ 4, Heerenveen lùi sâu đội hình để bảo toàn cách biệt. Chủ nhà AZ cầm nhiều bóng nhưng không thể tiếp cận khung thành của thủ môn Hàn. Trận đấu này khép lại với thắng lợi 4-2 dành cho Heerenveen. Thầy trò huấn luyện viên Janssen vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Eredivisie với 16 điểm. Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu tiếp tục ngồi dự bị nhưng không được sử dụng. Phút 64, hậu vệ trái Guadabed được rút ra nghỉ nhưng Varin mới là cái tên được lựa chọn. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Johnny Janssen cho biết cả đội đã thể hiện lối chơi rất đồng đội, rất tốt. Hãy xem Fajka, tiền vệ giữa hay Bosman, trung vệ. Mỗi khi đối phương tung cú sút là họ sẵn sàng lăn xả xuống đất để truy cản. Điều ấy cho thấy khát khao của chúng tôi lớn nhường nào. Thừa nhận chiến thắng có phần may mắn khi Bosman ghi được bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 7. Huấn luyện viên Johnny Janssen cũng khen ngợi hàng thủ đội nhà đã chơi tốt để phát huy lối đá phản công. AZ cũng có nhiều cơ hội, họ kiểm soát bóng rất tốt, nhưng chúng tôi cũng chơi tốt ngày hôm nay. Chúng tôi đã có một ngày chơi phòng ngự phản công tốt. Tất nhiên, chúng tôi cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Dù sao, đây vẫn là một đội hình trẻ. Trước đó, huấn luyện viên Johnny Janssen nhiều lần đã khẳng định ông sẽ giữ nguyên đội hình thi đấu đang thành công hiện tại. Với tư duy này, cộng việc Heerenveen liên tiếp thắng 3 trận gần đây, e rằng cơ hội cho Đoàn Văn Hậu có trận ra mắt là còn xa, chứ chưa nói tới việc chiếm một vị trí chính thức. Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người hâm mộ Việt Nam tràn vào Facebook của Heerenveen, yêu cầu đội bóng này trao cơ hội thi đấu cho Văn Hậu. Tài khoản Nguyễn Hoàng chia sẻ, một cầu thủ tài năng, nhưng nếu không được thi đấu thì cảm giác bóng và phong độ sẽ phần nào giảm sút. Tôi rất lo lắng khi Văn Hậu không thường xuyên được ra sân ở đội bóng mới. Đồng quan điểm, Edan Zaza bày tỏ, khi kết quả gần như đã an bài thì nên tung Văn Hậu vào sân để lấy lại cảm giác. Đã 4 trận rồi, cậu ấy không được ra sân. Nhiều cổ động viên cũng nhận định hậu vệ mang áo số 15 không phải là lựa chọn đầu tiên cho vị trí hậu vệ cánh trái của đội bóng đến từ Hà Lan. Trong chiến thắng trước Ares Akaman, hậu vệ Guadabed rời sân nhưng Văn Hậu không được trao cơ hội. Sau khi xem hết trận đấu này mới thấy khả năng Văn Hậu có một suất thi đấu chính thức tại Heerenveen là khá thấp. Dù đội bóng đang dẫn bàn, huấn luyện viên trưởng không trao cơ hội ra sân cho Văn Hậu để củng cố hàng phòng ngự mà lựa chọn thay đổi các vị trí trên hàng công. Cổ động viên Nguyễn Văn An nhận định, trước làn sóng phẫn nộ từ fan Việt, nhiều người hâm mộ Hà Lan cũng để lại lời nhắn mong muốn các cổ động viên bình tĩnh. Tài khoản Bert Van Dalen bình luận, Văn Hậu ngày càng tiến bộ, nhưng chúng ta để cho cậu ấy cần có thời gian để tập luyện với lối chơi của toàn đội. Chúng ta cần chờ đợi để thấy cậu ấy thi đấu trong đội xuất phát. Chúc mừng chiến thắng của Heerenveen, mong Văn Hậu cố gắng tập luyện tốt để cạnh tranh một vị trí chính thức tại đội bóng. Anh Trần bày tỏ, ngày 27 tháng 10, Heerenveen sẽ tiếp đón Groningen, đối thủ mà huấn luyện viên Johnny Janssen nhận định là khá khó nhằn. Hy vọng Văn Hậu sẽ tiếp tục được chọn vào danh sách thi đấu để chờ cơ hội ra sân dù là khá thấp. Trong danh sách 18 cầu thủ Sinchaden đăng ký cho trận đấu gặp Anderlecht, một lần nữa người ta không thấy Công Phượng xuất hiện. Tiền đạo xứ Nghệ chắc chắn sẽ không có cơ hội được ra sân ở vòng đấu tuần này. Đã gần 3 tháng trôi qua, Công Phượng chỉ được đá vỏn vẹn 20 phút trong các giải đấu chính thức cho Sinchaden. Việc không được thi đấu khiến phong độ của anh suy giảm đáng kể. Điều đó lại càng khiến Phượng khó cạnh tranh với các đồng đội.
Người hâm mộ Việt Nam cũng dần dần không chờ đợi các trận đấu của Sinchaden, bởi hết tuần này qua tuần khác, những gì họ nhận lại được chỉ là thông tin Công Phượng ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Hợp đồng cho mượn Công Phượng kéo dài 1 năm, nhưng nếu tình trạng này còn tiếp diễn, Hoàng Anh Gia Lai nên cân nhắc chuyện đưa tiền đạo xứng đại trở lại V-League, nơi anh được thi đấu một cách thường xuyên. Hàng loạt trang thông tấn xứ Chùa Vàng đưa tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ triệu tập 4 ngôi sao trẻ đang chơi rất thành công cùng đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, bao gồm Ekalit Panza, Supachok Sanachat, Supachai Zaed và Suphalat Mueta để tham dự SEA Games 30 vào cuối năm nay. Tuy vậy, tờ Siam Sport cho rằng mọi quyết định vẫn phải thông qua vị trí được giao người Nhật Bản Akira Nishino, bởi lẽ môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Nhưng ngày 19 tháng 11, đội tuyển Thái Lan sẽ có chuyến làm khách đầy giông bão trên sân vận động Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. Quãng thời gian 4 ngày là quá ngắn để 4 cầu thủ kể trên làm quen với các đồng đội ở đội tuyển U22 Thái Lan. Chúng tôi sẽ có cuộc họp để thảo luận về việc này trước khi công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự SEA Games tại Philippines. Một thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Thái Lan chia sẻ với Siam Sport. Trong số 4 cái tên được Liên bóng đá Thái Lan gợi ý triệu tập, Supachok và Supachai dĩ nhiên là những cầu thủ nổi bật nhất. Supachok là một trong những mũi tấn công hay bậc nhất của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Về phần Supachai, anh là trung phong số 2 của đội bóng này, chỉ sau chân sút kỳ cựu Terasin Dangda. Trong khi đó, Ekanit đã góp một kiến tạo và một bàn thắng trong chiến thắng hiển hách 2-1 của Thái Lan trước UAE. Còn Suphalat được coi là thần đồng của bóng đá Thái Lan ở tuổi 17. Trước đó, U22 Thái Lan đã có đợt tập trung đầu tiên để chuẩn bị cho SEA Games 30 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Isara Sidato. Họ đã có 2 trận giao hữu với các câu lạc bộ tại Thái League. Kết quả thu được là chiến thắng 3-1 trước Army United và trận hòa 1-1 với Kashetar FC. Theo Siam Sport, U22 Thái Lan sẽ tập trung ngay sau khi Thái League One kết thúc vào ngày 26 tháng 10. Cùng lúc với đội tuyển Thái Lan, đội U22 sẽ được quản lý bởi 2 trợ lý của huấn luyện viên Akira là Anurag Sikep và Thanachos Tipan, trong khi vị trí đức gia Nhật Bản sẽ làm tròn nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia.